chợ gọi là Japanese OC Fair nha, ở Costa Mesa. Mấy bạn có theo dõi vlog của mình thì sẽ thấy là mình thường xuyên là đi những cái event tại Costa Mesa, tại vì chỗ đó rất là rộng, tổ chức rất là nhiều những cái event. Thì lần này event Japanese là sẽ tổ chức 3 ngày, sau thứ bảy chủ nhật, từ sáng đến 9 giờ sáng cho tới tối 9 giờ tối luôn á mọi người. Có rất là nhiều những cái nghệ sĩ, vừa là có stand up comedy nè, rồi còn có ca hát thì nhiều lắm. Mình coi sơ sơ cái schedule thì mình thấy là mỗi cái khung giờ đều có những cái hoạt động đó. Thì ở đây sẽ bán những cái đồ nhập, bán đồ chơi, đồ tiêu dùng, đồ ăn gì đó. Gia đình tôi là phải tấn công lên ăn liền, chồng tôi rất là thích luôn. Bây giờ thì gia đình của mình mới đi khoảng 5 phút thôi, từ đây tới đó khoảng bao lâu mà Bình? Có khoảng từ nhà mình tới 20 phút. Giờ từ đây tới đó 10 phút nữa. Ok, còn 10 phút nữa tới nơi là tôi sẽ được ăn, tôi quá đói rồi. Khi nào tới nơi tôi sẽ quay cho mọi người xem nha. Mình đã tới nơi, bây giờ mình sẽ giữ xe. Look for parking lot B. 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 Have a good one. You too. Một vé như vậy là 10 đồng nha mọi người. Khi mà mình tới thì mình sẽ nói là mình đi cái giống như là cái event gì, tại vì ở đây có nhiều event lắm, giống như là đằng trước mình đó là Pumpkin Patch nè, rồi nó còn có OC Japanese nữa, cho nên mình sẽ nói hình như, nhưng mà nó sẽ chỉ cho mình cái lối mà mình vô cái khu đó. Còn vé mà vô cổng á, vé mà parking á thì 10 đồng toàn bộ. Đây nè, ở đây nó có cái Pumpkin Patch nè. Có thể ngày mai mình sẽ dẫn nhỏ con gái đi. Trời ơi, trời lạnh lắm luôn á mọi người ơi. Rồi tới cái cổng rồi, có phải mua vé không anh yêu? Rồi mình sẽ đi qua cái quầy này mua vé nha. 10 đồng một vé, cash only. Rồi hai em bé được free vé, chỉ tính vé người lớn thôi. Ở đây có cái, có bàn ghế để ngồi ăn tại nơi nè. Quầy gì vậy ta? Rồi đây có những cái cô gái Nhật Bản mặc đồ Nhật này, dễ thương quá nè, để chụp hình. Anh ơi cho hai đứa nhỏ vô chụp hình đi. Quá dễ thương quá nè. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái khu ăn uống nha. Trời đông lắm luôn á mọi người. Rồi đông lắm luôn á nha. Ramen burger là phía trên là mì á mọi người. Đó. Thay vì sử dụng là bánh thì ở phía trên là mì sợi. Tại khu rượu sake. Đông quá trời luôn. Ồ, rất là đông luôn mọi người ha. Rồi mình đã tìm được khu takoyaki rồi mọi người ơi, tấn công vô. Cái like đâu, kiếm cái like. Bà con ở đây là cái like để mua takoyaki nè, gia đình chúng tôi phải di chuyển tới tận đây đây. Đây cái like này nhìn nè. Yeah. Gia đình tôi đã bỏ cuộc nha mọi người. Gia đình của tôi quá đói, không thể nào mà get like mà dài đến như vậy. Get like này chắc phải là một tiếng nè, nghĩ sao mà gia đình của mình sẽ tấn công qua khu curry nha mọi người. Khu curry này thì vắng. Không, khu nào vắng tôi ăn à. Cho tôi không có mặt gì ăn mà chờ đợi mì mỏi được, không thể. Curry. Cái này là cơm cà ri nhi. Rồi mình chuyển qua đây để mình đợi pick up. À, phần giống vậy nè mọi người. Cái này là 12 đồng, còn cái này là 16 đồng. Anh thử nha. Cơm thì không có nóng mọi người ơi. Cà ri thì hơi ấm ấm. Cà ri hơi cũng hơi ấm ấm. Tại vì ông chồng tôi, ông không có ăn được nóng thôi. Em bé đói quá. Em tấn công qua khu này nha mọi người. Có một cái stand-in nữa. Quá trời món luôn mọi người ơi. Có cái bảng giá nha mọi người. Combo nè, một nè 8 cây là 40 đồng vậy đó. Có bảng giá combo 2, 9 cái là 45 đồng. Vậy tính ra là khoảng 5 đồng một cái. Nhưng mà gia đình của tôi chỉ mua 4 cái que thôi. Với lại một cái mực chiên. Đặc biệt. Có nhiều loại nước chấm quá ha. Giấm hả? Đợi lâu ghê luôn, 30 phút luôn á trời. Nhưng mà ngon lắm mọi người. Cho chú bé một con mực nha. MCM.
Bô bà nè, nó đông ơi là đông luôn. Trời ơi, mắt da hết rồi mọi người ơi, phải gạt đi thôi. Áo rồi mọi người, đây là car sticker. Wow, cái mấy cái con búp bê. Người ta thích cái này lắm luôn mọi người. Mình không thích chứ người ta thích mấy cái nhân vật này lắm luôn. Bell này nhé.